Ok, bữa nay mình sửa mover at tetri reading and writing old format, format cũ hết các bạn. Format mới thì mình chỉ mới có 3 cuốn thôi. Ok, Cambridge English mover at tetri reading and writing. Rồi, tiếp tục sửa tetri part 1. Reading and writing, part 1. See questions. Look and read, choose the correct words and write them on the lines. Then one example. Đọc và nhìn ha. Lựa cái từ đúng và viết chúng trên cái đường thẳng. Ở bên kia nó có mấy cái chấm á, là mình viết lên trên đó. Then one example. Có một cái ví dụ. Rồi mình đọc những cái từ này, ghi nhớ trong đầu. Có 8 từ mà chỉ có 6 khoảng trống. Cộng với cái ví dụ vậy có một cái từ sẽ dư ra. Chắc chắn là như vậy. Cho nên mình phải ghi trong đầu để chi. Nếu mà các bạn đọc các bạn hiểu, nếu bạn viết được cái từ đó rồi, mình chỉ còn một cao thao tác kiểm tra lại là cái từ đó số ít số nhiều, để đừng có bị sai sót. Lỡ mình làm mình viết đúng rồi mà thiếu có cái mạo từ hoặc thiếu cái số nhiều, kể như công cấp ha. Forest, khu rừng. Forest, rừng. Ashonder, Ashonder, vai. Cities, đĩa nhạc. CDs, beer, rau gì, rau cầm. Beer, rau mép là gì? Matash, matash. Còn ở đây mình học rau cầm ha, nó chỉ xuống dưới đây nè. Beer. Bốn từ nữa. Teeth, những cái răng. Teeth, những cái răng. DVDs, đĩa phim. DVDs, ở trên đây mình có CD là đĩa nhạc. DVDs, đĩa phim. Comics, truyện tranh. Comics. Plants, cây xanh. Plants, cây xanh. Rồi quay qua đọc dịch từ 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 đi vô. Piece of cake, easy. Rồi cái ví dụ nè. This is hair on a man's face. Đây là một cái loại tóc, một cái loại lông, một cái loại râu ở trên mặt của người đàn ông. Vậy nó là gì? Beard, râu cầm. Chữ hair này tiếng Anh thì nó chung, và tiếng Việt tùy theo cái nghĩa mà mình dịch. Chứ trên mặt người đàn ông không có tóc, trên mặt người đàn ông không có lông, thì mình ghi dịch là râu là nó hợp lý nhất ha, một loại râu. Đây là một cái loại lông, loại râu gì đó ở trên mặt người đàn ông, vậy là ở beard. Chứ mình ra mình dịch đây là một loại tóc trên mặt của người đàn ông. Rồi xong, vui quá. Rồi trở về vấn đề chính. Children like to read these. They have picture in them. Trẻ em thích đọc những cái này. Chúng nó có hình ở trong chúng. Vậy thì nó là chuyện. Chuyện gì có hình? Chuyện tranh nè. Comics. Comics. Number 2. These are in your mouth and they are white. Chúng nó ở trong miệng. Những cái này thì ở trong miệng. Và chúng nó thì màu trắng. Đây. Cái nhìn vô đây thấy có cái miệng rồi nè. Mà ở trong đây trong miệng màu trắng nữa, chỉ là răng. Easy ha các bạn ha. Quá dễ luôn. Dễ chưa từng thấy. Most of these have leaves on them and some have flowers. Hầu hết những cái này thì nó có lá ở trên chúng, và một vài chúng nó thì có hoa. Most of them, most of these have leaves on them and some have flowers. Vậy nó là cái gì đây? Nhìn thấy là có lá, là có bông, có hình ảnh minh họa. Trời ơi, làm phần này dễ như ăn gỏi. Vậy nó là plants. Number 4. These are films that you can watch on your television. Những cái này là phim mà bạn có thể xem nó trên TV. Vậy nó là cái gì đây? Nhìn vô đây nãy đây, đĩa phim nè. Đây đĩa nhạc. Đĩa nhạc thì có tiếng không có xem được, nghe. Đĩa phim á thì mình mới xem. Vậy nó là DVDs. Easy ha. Number 5. This is part of your body. Đây là một phần của cơ thể ha. It's at the top of your arm. Nó ở phần trên của cánh tay.
Vậy nó là cái gì đây mà ở trần phần trên của cánh tay nội hổng thuộc từ mà nhìn vô cái hình này cũng đoán ra được nó là a shoulder, a shoulder. Các bạn đừng có đọc chữ soldier, soldier là người lính à, mai mốt lớn mình học. Còn này cái vai nó là shoulder, shoulder. Tiếp tục. These are places that have a lot of trees. Những cái này, đây là những nơi mà có nhiều cây. These, đây là những nơi mà nó có nhiều cây. Ở nơi nào thì có cây cả. À, nhìn vô đây coi. Có, nếu mà thầy nhìn hình đoán chữ nha, ở trong này có hai cái hình có cây thôi. Mà cái này hồi nãy plants mình làm rồi. Vậy thì còn lại là forest. Easy. Xong ha các bạn ha. Rồi, forest. Rồi giờ mình đọc lại 6 câu, các bạn dò đọc theo. Tí xíu thầy sẽ mời một từng bạn đọc dịch nha. Ok. Children like to read this. They have pictures in them. Children like to read this. They have pictures in them. These are in your mouth and they are white. These are in your mouth and they are white. Most of these have leaves on them and some have flowers. Most of these have leaves on them and some have flowers. These are films that you can watch on your television. These are films that you can watch on television. This is part of your body. It is at the top of your arm. This is part of your body. It is at the top of your arm. These are places that have lots of trees. These are places that have a lot of trees. Ok. Rồi, test 3, part 2. Tiếp tục đọc dịch ghi lại. À, thầy làm trước ha. Example, there are six children at the party. Có 6 đứa trẻ ở tại buổi tiệc. There are six children at the party. Người Anh đọc chữ này là party, người Mỹ đọc là party. Âm tờ họ đọc thành âm the. Rồi, it's raining outside. Ở bên ngoài thì trời mưa. Câu số 1, all the children are wearing hats which are orange. Tất cả đứa trẻ đều đội nón, mà những cái nón này nó màu cam. The girl who has got dress blonde hair is eating a sandwich. Cô gái mà có tóc vàng thẳng thì đang ăn sandwich. Number 3, the cloud is coming downstairs to the dining room. Chú hề đang đi xuống cầu thang đến phòng ăn. Number 4, the man is carrying a bowl of fruit in his hands. Người đàn ông đang cầm một cái tô trái cây hoặc là chén trái cây ở trong tay. There is a bottle of lemonade on the floor. Có một chai nước cam. Sorry, lemonade, chai nước chanh. Và các bạn phân biệt lemonade là chai nước ngọt hương chanh. Còn nếu mà mình muốn nước chanh mà giống như của Việt Nam, cái kiểu cắt trái chanh xong rồi vắt ra quậy đường á, thì chúng sẽ gọi cái đó là lemon juice, lemon juice. Ha, chứ không phải là giống như orange juice vậy đó. Vậy cái này là there is a bottle of lemonade on the floor. Có cái chai nước chanh ở trên sàn nhà. Number 6, the woman is drawing a picture of the children. Người đàn bà thì đang vẽ hình của đứa trẻ. Rồi, thầy đọc lại. Number 1, all the children are wearing hats which are orange. All the children are wearing hats which are orange. The girl who has got dress blonde hair is eating a sandwich. The girl who has got dress blonde hair is eating a sandwich. The cloud is coming downstairs to the dining room. The cloud is coming downstairs to the dining room. Rồi, number 4. The man is carrying a bowl of fruit in his hand. The man is carrying a bowl of fruit in his hands. There is a bottle of lemonade on the floor. There is a bottle of lemonade on the floor. The woman is drawing a picture of the children. The woman is drawing a picture of children. Ok. Rồi mình sửa nha, test 3 part 3. Hỏi trả lời dễ ha. Ví dụ ở đây là hai người gọi điện thoại với nhau, bà với cháu Daisy and Grandmother. Bà hỏi gì? Hello Grandma, how are you?
À, chào bà có khẻo không? Ồ, bà có khỏe không chứ khẻo không cái gì? See, hello Daisy, I'm very well. Chào con, bà rất là khẻo, bà rất là khỏe. Rồi, number one, grandmother, did you enjoy your first day at school, Daisy? Con có thích cái ngày đi học đầu tiên của con không, Daisy? Hey, yeah, I enjoy it. Vâng, con thích nó. Nếu mà các bạn chỉ dựa vào nghĩa các bạn chọn thì nó sẽ bị sai. Đây là một cái phần ngữ pháp. Và để làm được phần này thì chúng ta phải thuộc lòng câu thần chú là gì? Hỏi ngôi thứ nhất trả lời ngôi thứ hai. Hỏi ngôi thứ hai trả lời ngôi thứ nhất. Hỏi ngôi thứ ba trả lời ngôi thứ ba. Hỏi thì nào trả lời thì. Đó. Mà ở đây người ta did you enjoy là thì quá khứ đơn của động từ thường. Mà ở đây nè, yes I enjoy là thì hiện tại. Loại, không hợp thì. Yeah, it was very good. Vâng, nó rất là tốt. Nó đó các bạn ơi, đúng rồi. Mình chọn nó ha. Rồi. It was very good. Okay. Yes, I went to school today. Vâng, con đã đi học hôm nay. Cái này nó không có hợp bởi vì người ta đâu có dính gì tới hôm nay đâu. Thấy không? Rồi, qua câu số 2. Câu số 2. How many children are there in your class? Có bao nhiêu trẻ em ở trong lớp của con? A. The class is very big. Lớp rất là bự. Câu trả lời không liên quan tới câu hỏi. B. There are 8 classes in my school. Cũng như vậy luôn. Không liên quan. Có 8 cái lớp học ở trong trường. Cái này là còn lại câu C thôi. There are 10 girls and 12 boys. Rồi quánh vô ha. There are 10 girls and 12 boys. Có 10 đứa con gái và 12 chàng trai. Ok. Câu số 3. Grandmother. Bà hỏi rằng Did you walk to school? Chữ này bạn đọc là walk. Walk, âm o, walk. Còn âm ơ nhiều bạn đọc sai lắm. Work là làm việc. Work, làm việc. Như vậy, did you walk to school? No, I rode my bike. Không, con chạy xe đạp. Đúng rồi, hợp về thì và cũng hợp về nghĩa. Còn ở đây nè, no, I wasn't there. Con không có mặt ở đó. Thì nó là gì? Thì động từ to be rồi, cho nên nó không đúng. No, I didn't have one. No, con không có một cái. Cũng không có hợp luôn. Câu số 4. What's your teacher name? Câu này khỏi giải thích ha. Easy. Her name, Mrs. Bass. Đây là E ha. Cái viết tắt này là E. Her name E. Mrs. Bass. Her name, Mrs. Bass. Còn A. The teacher knew my name. Giáo viên biết tên tôi. Không đúng. Mrs. Brown took me to school. Bà Rao, cô Rao chở con tới trường. Không hợp. Rồi câu số 5. Grandmother hỏi tiếp, which sport do you play at school? À, con chơi cái trò chơi gì ở trường vậy? A. I like playing on the computer. Không đúng. We can play sport at school. Chúng con có thể chơi thể thao ở trường. Người ta hỏi chơi cái gì mà như vậy? Câu C nè, hockey and basketball. Khúc côn cầu và bóng. Basketball bóng rổ. Basket là cái rổ. Ball là trái bóng. Basketball bóng rổ. Rồi câu số 6. I have to do my homework now, grandmother. À, con phải làm bài tập bây giờ nha, grandma. À, nha bà. Bà ơi, bà gọi điện con rồi. Bây giờ tới giờ con làm bài tập rồi. Tức là gì? À, bận bịu thôi. Bà cúp máy nhé. Ok, goodbye Daisy. À, yes, I do Daisy là không phải ha. Tại đây là I have. Động từ to have, không có động từ thường. À, I love to. Tôi cũng, con cũng thích. À, tôi cũng thích Daisy. À, bà nói là I love to, tức là vậy là có nghĩa chắc bà cũng muốn làm bài tập hả? Không phải. Ok các bạn, rồi thầy dịch lại mấy câu hỏi cho các bạn rồi sau đó các tới các bạn ha. Cái câu hỏi này nó mới quan trọng. Đây là dạng câu hỏi mà đưa trợ động từ ra hàng trước thì mình dịch là phải không? Did you enjoy your first day at school, Daisy? Con có thích cái ngày đầu tiên đến trường của con không, Daisy? Ha. Rồi dạng câu hỏi thứ hai, how many là có bao nhiêu? How many children are there in your class? Có bao nhiêu đứa trẻ ở trong lớp của con? There cộng to be là có, cấu trúc chủ ngữ giả. Vậy how many children, đảo to be ra, are there in your class? Có bao nhiêu đứa trẻ trong lớp? How many children are there in your class? Rồi, đây tiếp tục câu hỏi, phải không tiếp, did you walk to school? Con đi đến trường, đi bộ tới trường, phải không? À, phải con đi bộ đến trường, không?
Con đi bộ đến trường hả? Con đi bộ tới trường sao? À các bạn, đây là dạng câu hỏi đảo trở động từ đằng trước. Này dễ, what là cái gì? What your teacher name? Tên của giáo viên của con là gì? À, what là cái gì mà? Rồi, which sport, which là nào? Which sport là môn thể thao nào? Hoặc là môn thể thao gì? Do you play at school? Con chơi môn thể thao gì ở trường? Bạn chơi môn thể thao gì ở trường? Con chơi môn thể thao nào ở trường? Ok. Rồi, câu số 6. I have to. Have to là phải các bạn. Have to bằng must. I have to do my homework now, Grandma. Con phải làm bài tập bây giờ, bà ơi. Ok, dễ ha. Rồi, ok, mình qua mình sửa part 4 nha. 7 câu. Read the story, choose a word from the box. Chọn cái từ ở trong cái ô. Write the correct word next to the number 1 to 6. Rồi, viết cái từ vào kế bên cái số 1 tới 6. There is one example. Có một cái ví dụ. Yesterday, John and James and their mom and dad had breakfast in the garden. Ngày hôm qua, John, Jane, mẹ và ba có đã ăn sáng ở trong vườn. Their pet rabbit were with them. Con thỏ thú cưng của họ thì cũng ở đó với họ. His name is Skip. Rồi, tên của anh ấy là Skip. Bạn nhớ Skip, who is Skip? Skip is the name of the rabbit. It was a hot, là một hot morning ở đây. Vậy ở đây vị trí này là danh từ nè. Vị trí này là tính từ, ngay đây nó cũng cần một tính từ để bổ nghĩa cho nó. Rồi bạn qua bên đây bạn kiếm coi. It hot gì? Hungry hả? Hot hungry morning. No, morning thì nó không có hungry. Mà ở đây mình thấy nè, hot sunny. Ok, đó là một ngày trời nóng và đầy nắng. Ok, vậy mình gõ vô đây là sunny ha các bạn. And Skip were thirsty. Và Skip thì nó khát nước. He saw that chấm 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 up coffee. Rồi, nhìn thấy cái gì? Cà phê của bố. Mình có bên đây nè, cup of coffee. Ok, chỉ có một từ một hợp nghĩa thôi, cup of coffee. Rồi, dễ ha. He saw là con thỏ đó. Nó thấy that cup of coffee. Ok, and he drank some coffee from it. Và nó uống một ít cà phê từ ở đó. Ok, thỏ uống cà phê. John ran to stop the rabbit. And he chấm chấm chấm. No, don't drink that, Skip. Và anh ấy làm cái gì mà hét lên là no, đừng có uống cà phê nha, Skip. Vậy chỉ có một động từ bên đây thôi là shouted. Shouted. Ok, còn mấy cái kia không có. Dance, nhảy. Mình để chữ nhảy vô thử cái dịch nó mắc cười lắm ha. Ok. John ran to stop the rabbit and dance. Và nhảy. No, don't drink that, Skip. Không hợp nghĩa. Rồi, điền vô shouted. John chạy tới và la lên, đừng có uống cà phê, Skip ơi. In the afternoon, Skip didn't look well. Vào buổi trưa thì Skip trông không khỏe. Let's take him to the animal hospital. Hãy mang anh ấy đến bệnh viện, said Jane. Jane nói, Dad took them in the car. Dad chở bọn họ trong xe hơi. Chấm chấm chấm, look at the rabbit. Ai nhìn vào con thỏ, xem xét con thỏ. Chở tới bệnh viện thì có gì? À, củ cà rốt, nhìn vô con thỏ. No, a nurse. Nè, bạn nhìn thấy cái hình không? A nurse. Ok, y tá nhìn vào con thỏ. Vậy ở đây mình ghi là a nurse. Look at this rabbit. He got tummy cake. Anh ấy bị đau bụng. Coffee is very bad for rabbits. Cà phê rất là tệ cho thỏ. She told him. He needs to drink a lot of water now. And he can eat chấm 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 too. Anh ấy cần phải uống rất nhiều nước và anh ấy có thể ăn, cũng có thể ăn cái gì? Thỏ thì nó ăn gì? À, bên đây mình nhìn thấy coi có mấy món ăn gì đây? À, không có thấy cái nào hết, chỉ có một cái món này là con thỏ rất là thích, đó là củ cà rốt. Ok, bạn điền vô. Number 5, rồi carrots. Ok, rồi. Sau khi làm xong tới đây, còn một câu nữa. Skip rank some water. And in the evening, he started to chấm 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 again. The children were very happy. Sao thu là một động từ nguyên mẫu.
Thì bạn nhìn qua bên đây nè, bạn thấy chỉ còn có một động từ là động từ a, à, con thỏ nó khiêu vũ không được. À, nếu mà điền vô nó hợp nghĩa cũng được đi, nhưng mà ở đây nó là quá khứ không được, mình chỉ có con thỏ nó nhảy thôi. Hop, ok, hop. Điền vô hop ha. Rồi, làm xong đừng quên chọn cái tên của câu chuyện, nhớ không? Ồ, không thôi là mình sẽ bị mất điểm. Rồi, các bạn, number 7, now choose the best name for the story. Tick one box, đánh dấu vào một trong những cái ô. Rồi, John Thomas Kent. John bị đau bụng. Không phải, Skip isn't well. Skip không được khỏe, Skip isn't well là đúng. Skip là tên của con thỏ. Còn câu số 3, Jane go to a cafe, không có nói ha các bạn. Ok, rồi, quay lại để thầy đọc các bạn dò lại lần nữa ha. Yesterday, John and Jane and their mom and dad had breakfast in the garden. Their pet rabbit were with them. His name is Skip. It was a hot, sunny morning, and Skip was thirsty. He saw Dad's cup of coffee, and he drank some coffee from it. John ran to stop the rabbit, and he shouted, "No, don't drink that, Skip." In the afternoon, Skip didn't look well. "Let's take him to the animal hospital," said Jane. Dad took them in the car. A nurse looked at the rabbit. He got stomach ache. Coffee is very bad for a rabbit. She told him he needs to drink a lot of water now, and he can eat carrot too. Skip ran some water, and in the evening, he started to hop again. The children were very happy. Okay, dễ ha. Rồi, ok, mình sửa part 5, 10 câu. Look at the picture and read the story. Nhìn vào bức hình, đọc câu chuyện. Write some words to complete the sentences about the story. Là viết một vài từ để hoàn tất các cái mẫu câu về câu chuyện. You can use 1, 2 or 3 words. Sử dụng 1, 2 hoặc 3 từ. There are 2 examples. A day at the zoo with Uncle Fred. Một ngày ở sở thú với lại ông chú Fred. Rồi, ok, mình đọc câu chuyện rồi làm thôi ha. My name is Paul, tôi tên là Paul. Last Sunday, Uncle Fred took my sister Sally and me to the zoo. Vào chủ nhật tuần rồi, ông chú Fred dẫn chị tôi là Sally. À, ở đây trong hình nhỏ hơn, vậy là em gái tôi ha. Em gái tôi là Sally và tôi to the zoo. Oh, đến sở thú. It was a cold windy day. Đó là một cái ngày lạnh và lộng gió. We had to wear hat and scarf. Bạn nhìn vô hình nè, bạn thấy we had to wear hat, đội nón, and scarf và khăn choàng. Chúng tôi phải đội nón và mang khăn choàng bởi vì trời lạnh và lộng gió. We went on a train and I sat next to the window. Chúng tôi đi bằng xe lửa và tôi ngồi kế bên cửa sổ. Rồi ngay chỗ này nè các bạn, we went on a train. Vậy câu số 1 người ta hỏi gì đây? They went to the zoo by chấm chấm chấm. Điền vô bài gì? Ok, bài train easy ha. Gạch tích chỗ này liền. Đó, phải không? Đây là thông tin của câu số 1. Ok, và chúng tôi đi bằng xe lửa và chúng tôi ngồi kế bên cửa sổ. We went to see the panda first. Rồi, chúng tôi đi nhìn hoặc là đi xem con gấu trúc đầu tiên. Vậy bên câu số 2 ta hỏi gì đây? The first animal that they saw at the zoo were the chấm chấm chấm. Cái con vật đầu tiên mà họ nhìn thấy tại sở thú là con gì? Panda, đúng không? Panda, đúng rồi. Đây nè. We went to see the panda first đó. Ok, then we look at the elephant. And then we look at the elephants. Và rồi chúng tôi xem những con voi. They were very big and very strong. Chúng rất là bự và rất là khỏe. Ok các bạn, xong hả? Qua part 2. Rồi, đoạn 2 mình lại tiếp tục đọc dịch và làm. Dễ quá. Làm càng ngày càng lên tay nha. Nhanh lắm. Phải làm nhanh thôi. Bởi vì các bạn không làm nhanh, các bạn sẽ không kịp giờ đâu. Thao tác phải nhanh vậy đó. Ok. Rồi, câu số 3 ta hỏi. I wanted to see the monkey after lunch. Ở đây có thiếu chủ ngữ, có động từ wanted to see the monkey after lunch.
Rồi mình kiếm trong bài tiếp ha. Đọc after lunch, Sally chose to see the monkey. Ok, sau buổi ăn trưa thì Sally chọn để xem những con khỉ. Vậy mình điền vô liền. Hả? Đây chỉ có phải là câu số 3 không? Đúng rồi, ai muốn xem đây? Hả? Quay qua bên kia mình điền là Sally. Ok, Sally. Sally là ai vậy các bạn? Em gái đúng không? Đúng rồi. Sally wanted to see the monkey after lunch. Number 4. There weren't any chấm 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 at the zoo. There weren't là không có, đã không có bất kỳ cái gì ở tại sở thú. À, thì mình coi, mình quay qua bên bài, mình đọc tiếp. Giraffe are her favorite animal, but there weren't any at the zoo. Giraffe là cái con thú yêu thích của cô ấy, nhưng mà không có con nào ở tại sở thú hết. Ok, vậy thì không có con nào, con giraffe ở tại sở thú đúng không? Ok, mình gạch ngay chỗ này, mình lại tiếp tục đánh dấu là câu số 4. Rồi. Tiếp tục qua bên đây điền vô giraffe. Nhớ nha, giraffe đếm được ha. Mà các bạn đừng cho nó bê đề nha. G, ok. Giraffe. Thêm S vô dùm ha. Ok, giraffe. There weren't any giraffe at the zoo. Number 5, a monkey. Wow, Sally, chấm chấm chấm. Con khỉ thì nó, cái chữ S này nè, là của ha các bạn. S là của. Rồi, con khỉ nó đã wow là nó đội, hoặc nó lấy, nó mặc, nó mang cái gì của Sally. Rồi, quay qua bài kiếm, tiếp tục. I wanted to take a photo of Sally with the monkey. She took up her scarf and put it on the wall. One of the monkey picked up her scarf and put it on. Ok, vậy con khỉ nó loại cái gì đây? Scarf, khăn tròn của Sally, đúng không? Very easy. Piece of cake, dễ như ăn bánh ha. Quay qua đây mình điền vô liền. A monkey wore Sally's scarf. Number 6, the monkey looked funny and paw chấm 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 office. Con khỉ thì nó nhìn rất là hài hước, và paw thì làm cái gì office? Paw thì làm cái gì office? Ok. Chúng ta có chủ ngữ là paw ha các bạn. Rồi, chúng ta ở đây có tân ngữ là it, và chúng ta ở đây thiếu một cái động từ gì đó. À, đó là cái cách mà mình phân tích câu. Rồi mình qua bên kia mình lại tiếp tục mình kiếm thông tin. I took a photo of the monkey because it looked funny. Đúng không? Dễ quá. Ai ở đây nè, lúc nào cũng vậy hết. Khi mà bạn kiếm được cái thông tin rồi á, cái bạn lại bị hơi bị, mình bị ngớ ngẩn ở chỗ là mình không, ai là tôi? Mà tôi thì đầu câu chuyện lúc nào người ta cũng nói tôi là cái nhân vật nào ha. My name is gì đó. Đây, my name is Paul. Paul ở chỗ này nè. My name is Paul. Và ở đây câu hỏi á, thì người ta lại không có hỏi là ai. Ở đây ai took a photo of monkey, mà người ta hỏi là Paul. Mà mình hiểu được là Paul, thì trong bài này Paul chính là ai đó, phải không? Đúng không các bạn? Tôi là Paul nè. Đi kiếm Paul hoài sao ra, trong khi thông tin nó nằm sờ sờ ở đây là I took a photo of the monkey because it looked funny. Ok, vậy ngay chỗ này đó là thông tin của câu số 6. Rồi mình tiếp tục mình qua bên đây. Vậy thằng Paul này nó làm gì, con khỉ vậy các bạn hả? Nó took a photo. Rồi, office. It ở đây là, it đây là gì? It này là thế cho gì đây? Đại từ thì nhiệm vụ của nó là thay thế cho, hả? Cho gì? Cho danh từ. Vậy trong tình huống này nó thay thế cho danh từ gì đây? Các bạn, thay thế cho cái danh từ mé trước của nó. À. Cho nó băng rừng lội suối nó vô cái chỗ này nè. Cho nó xuống chút xíu nữa đi, nó hơi bị ngắn quá. Ok. Rồi nó qua bên đây, nó dầm qua bên đây nè. Nó mới băng lên và nó xỉa vô. Vậy
Ok các bạn, if này chính là monkey đó ha, đúng không? If chính là monkey, vậy the monkey look funny. Con khỉ nhìn hài hước và Paul took a photo of it, tức là chụp cái hình của con khỉ. Nó hơi đảo lại tí xíu trong bài, cho nên các bạn để ý. Ở bên đây người ta cho nè, I took a photo of the monkey because it looked funny. It ở đây nè, cũng y chang như vậy. Nó sẽ thế cho con khỉ đó. Ha, it nè. Đúng không? Thì tương tự, ở đây người ta nói con khỉ trước rồi ta nói it sao. Ha. Ok các bạn, rồi mình qua vòng cuối cùng. Dễ ha. Rồi bên đây cũng tương tự như vậy, mình còn có 3 câu cuối thôi. Câu ổ 4 câu, the animal that Paul like best. À, cái con thú mà Paul thích nhất là con gì? Rồi quay qua bài mình đọc. Then I wanted to see the dolphin because they are my favorite animal. Vậy Paul thích nhất là con gì các bạn? Dolphin đúng không? Đúng rồi. They are my favorite animal. Nhớ không? Favorite animal bằng like best. Rồi đánh dấu vô ngay đây là của câu số 7. Rồi tương tự như vậy, câu số 7 mình ghi vô là dolphin. Ok các bạn, vừa làm vừa giảng cho các bạn luôn đó. Ok, dolphins. Nếu mà các bạn viết tới đây thì các bạn sẽ lại bị cái gì nữa đây? Hả? BD, dolphin điểm được. Tiếp tục, the dolphin nose hit. Cái lỗ mũi của con dolphin nó hit, nó đụng phải cái gì? À, mình đọc tiếp. When Uncle Fred took a photo of me next to the pool. Khi mà chú Fred hoặc là cậu Fred chụp hình của tôi kế bên hồ bơi. A dolphin came out of water and hit a ball with its nose. Con cá heo, con cá lợn ha, nó xuất hiện ra khỏi mặt nước. Nó đụng cái trái banh bằng cái lỗ mũi của nó. Vậy người ta hỏi con cá lợn nó đụng cái gì? Cá heo ha, chứ không phải cá lợn ha. Ok, vậy thì hit a ball. Ok, mình sẽ điền vô là hit a ball. Đây là câu số 8. Rồi qua bên đây điền a ball vô, dễ không? Gõ vô ha, B-A-L-L. Rồi, Paul close were chấm chấm chấm. Thầy chưa đọc thầy cũng đoán nên được là chắc ướt hay gì đây. Paul close, quần áo của Paul thì nó làm sao? Bởi vì dolphin came out of the water near him. Bởi vì con cá heo nó ra khỏi nước ở gần anh ấy, tức là nó phóng ra khỏi mặt nước ha. Rồi mình đọc, oh no, I laugh. Không, tôi cười. Now all my clothes are wet. Đúng không? Thầy đoán quá hay luôn. Tôi cười là bây giờ thì tất cả quần áo đồ đạc của tôi thì nó bị ướt rồi. Con cá heo nó nhảy ra một cái thì nó văng nước là phải ướt thôi. Chớ làm sao? Đây là câu số 9. Vậy bạn điền qua quần áo của Paul thì nó bị wet. Ok, were wet. W-E-T. Ok, tiếp tục. Uncle Fred gave Paul his chấm 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 and then they went home. Chú Fred thì đưa cho Paul cái gì của ông ấy và rồi họ đi về nhà. Rồi mình qua đây ước chắc đưa đồ gì mặc quá. Uncle Fred laughed and said, here Paul, put my coat on. Ok, đây nè Paul ơi, mặc cái áo khoác của chú vô đi, thấy chưa? Câu chuyện của các bạn rất là phức tạp cho nên thầy đọc, chưa đọc thầy đã đoán ra được rồi. Ok, đây là câu số 10. Mình đưa nó ra một chút. Rồi mình đánh dấu ngay đó. Rồi mình qua bên đây mình điền vô là gì đây? Uncle Fred gave Paul his coat. Ok, coat. C-O-A-T. And then they went home. Rồi còn lại một câu thầy đọc dịch tiếp cho các bạn. Then Uncle Fred says, now let's go home. And we did. Và rồi ông chú Fred ổng nói, bây giờ chúng ta hãy về nhà, và chúng tôi đã làm điều đó, tức là chúng tôi đã đi về nhà đó. Ok các bạn, rồi thầy đọc dịch lại, thầy đọc lại một lần nữa cho các bạn dò theo ha. My name is Paul. Last Sunday, Uncle Fred took my sister Sally and me to the zoo. It was a cold, windy day, and we had to wear hats and scarf. We went on a train, and I sat next to the window. We went to see the panda first.
Then we looked at the elephants. They were very big and very strong. Tiếp tục qua đoạn 2. Okay. After lunch, Sally chose to see the monkeys. Giraffes are her favorite animal, but there weren't any at the zoo. I wanted to take a photo of Sally with the monkeys. She took up her scarf and put it on the wall. One of the monkeys picked up her scarf and put it on. I took a photo of monkey because it looked funny. Ok, đoạn 3 cuối cùng các bạn dò theo ha. Vừa dò vừa đọc theo, tí xíu thầy mượn các bạn đọc đấy. Then I wanted to see the dolphins because they're my favorite animals. When Uncle Fred took a photo of me next to the pool, a dolphin came out of the water and hit the ball with its nose. Oh no, I laughed. Now all my clothes are wet. Uncle Fred laughed and said, here, Paul, put my clothes on. Thank you, I said. Then Uncle Fred said, now let's go home. And we did. Câu chuyện thật là thú vị. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn. Rồi, sửa part 6. 5 questions. Read the text. Choose the right words and write them on the line. Lựa cái từ đúng và viết chúng trên cái đường thẳng ha các bạn. Ok. Rồi mình sẽ học về library. Library, thư viện ha. Ok, a library is a place that has books for people to read. Thư viện là một cái nơi mà có sách cho người ta đến để đọc. A lot of schools have libraries and you can find a library in most cities and in some smaller towns. Nhiều trường thì nó có thư viện và bạn có thể tìm thấy thư viện ở hầu hết những cái thành phố và ở một vài những cái thị xã nhỏ hơn. Today, most libraries not only have books, newspaper and magazine, they sometimes have computer and DVD too. Ở đây bạn có library là chủ ngữ, mình có have là động từ nguyên mẫu đúng không? Have nè là động từ nguyên mẫu rồi. Vậy thì mình chỉ còn có thể mượn một cái gì? Trợ động từ thôi. Mình qua đây mình coi trợ động từ gì. To be, loại, chắc chắn là không được. Chỉ còn do hoặc là have, have not. Nhưng mà nếu have thì theo sao nó phải là past participle. Cái này các bạn chưa học ở mover mà mình sẽ học ở flyer thì hiện tại hoàn thành. Cho nên mình chỉ còn thì hiện tại đơn của động từ thường. Chọn do, ok. Easy không? Quá dễ luôn. Không phải khoanh bên đó nha, mà phải ghi nó qua bên đây nha các bạn. Ok, rồi. Do not only have books, newspaper, magazine. They sometimes have computer and DVD too. You can read books in the library. You can choose your books there. Bạn thấy rõ ràng hai câu này nó tương đương với nhau ha. Bạn có thể đọc sách ở thư viện. Bạn có thể chọn sách ở đó. Vậy ngay chỗ giữa này cần một liên từ. Mà liên từ này các bạn chọn đi. Then là hơn, không phải rồi. Bạn có thể đọc sách ở đó. Hơn là chọn, không đúng. Because là bởi vì của hỗn hợp nghĩa. Chỉ còn or thôi ha các bạn. Or thì cái or là cái gì? Or là hoặc. Ý ở đây người ta tương đương nè. Bạn có thể đọc sách ở thư viện. Hoặc bạn có thể chọn sách ở đó. And then take .home to read. Và mang gì? Mang mấy cuốn sách này nè. Vậy cái gì thế cho những cuốn sách? Số nhiều cho nên mình lựa. Mình loại ít liền. Còn D là đại từ đóng vai trò làm chủ ngữ. Mà vị trí đó là take đâm là sao động từ là tân ngữ. Nên mình loại luôn D còn lại là đâm. Dễ không? Dễ mà. Rồi đem qua thôi. Take đâm. Ok, ngay chỗ này mình chọn O ha. Hai cái này tương đương với nhau. O cũng là liên từ, N cũng là liên từ, N nè. Nó nói nè. You can choose your books there. Lựa sách ở đó. And then, và rồi. Take gì? Take đâm. Đâm này là gì? Những cuốn sách nè. Đúng không? Tiếp tục. In some parts of the world, the library is in a kind .. Ở đây chúng ta có kind of ha bạn. Một loại. Cái này là mình phải học thuộc lòng thôi. A kind of bus. Cái từ này nó chuyên môn đi chung với nhau.
mình không có thể khai from, khai for, mà là khai là phải khai được. À, thì những cái giới từ mà đi chung với nhau như vậy á, mai mốt lớn các bạn học nó là giống như một cái dạng combination, tức là kết hợp giữa các từ. Và tiếng Anh nó cứ là như vậy, mình phải học thuộc lòng, không có cách nào khác. À, the library is in a kind of bus which go to small villages to take book to people. Chấm chấm chấm, cannot go to library in the town. People là người, vậy cái gì thế cho người? Who? Thế cho người, which? Thế cho vật, that? Thế cho cả hai. Làm chủ ngữ nè, hoặc tân ngữ cho câu tiếp theo, ở đây nó chủ ngữ nè. Cannot, verb, go là động từ, ở đây mình có động từ ha. Vậy thì cái thằng này nè là chủ ngữ nè. Thì mình, ok, các bạn ở trình độ này mình nói gì không biết các bạn nhớ không ha. Đây, à, thằng này là who. Who thì nó là chủ ngữ nè, chủ ngữ của cái động từ này. Và nó thế cho cái gì đây? Nó thế cho cái people nè. Đó, thấy không? Nó giống như nó làm bắt cầu vậy đó các bạn. Ok, rồi. Để nhờ Sophia Ruby đọc lại cái bài này cho các bạn nhé. Ok. Mover 8. Take 3. Passive library. A library is a place that has book for people to read. A lot of schools have libraries, and you can find a library in most cities and in some smaller towns. Today, most libraries do not only have books, newspaper, and magazines. They sometimes have computer and DVDs too. You can read the books in the library, or you can choose your book there and then take them home to read. In some part of the world, the library is in a kind of bus, which goes to small villages to take books to people who cannot go to the library in the town. Very good, Ruby. Thank